Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 2 tháng 11, Huỳnh Anh, bạn gái của cầu thủ Quang Hải, đã bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi những đoạn tin nhắn được cho là của cô với một nhân vật khác được tung lên. Những đoạn hội thoại này khiến nhiều người cho rằng Huỳnh Anh xen vào quan hệ tình cảm với người khác, đồng thời phản bội Quang Hải. Cô gái đã nhanh chóng khóa bình luận trên tài khoản Facebook cá nhân, sau đó lên tiếng về vụ việc ồn ào này. Huỳnh Anh cho biết cô và Quang Hải có giận dỗi nhau và vì không muốn ồn ào nên cả hai đã chọn cách im lặng, khẳng định không có chuyện cắm sừng Quang Hải. Đoạn hội thoại được lan truyền trên mạng xã hội là sản phẩm dàn dựng cắt ghép và sẽ mời công an điều tra làm rõ sự việc. Tuy nhiên, đến sáng ngày 3 tháng 11, bài viết giải thích của Huỳnh Anh đã không còn trên trang cá nhân của cô. Theo lời Huỳnh Anh, đoạn hội thoại được lan truyền trên mạng xã hội không phải là do cô nhắn mà là sản phẩm dàn dựng cắt ghép. Cụ thể, giải thích về việc xuất hiện những tin nhắn và hình ảnh được cho là của Huỳnh Anh và bạn nam tên Quang. Cô cho biết, Quang là em trai của chủ nhà mới. Hình ảnh hai người chụp chung là khi cùng ngồi cà phê dưới chung cư trong lúc hẹn gặp để xem căn hộ. Cô cũng khẳng định, do bạn nam là fan bóng đá của Quang Hải nên muốn chụp cùng cô, chứ không hề như những gì trên mạng chia sẻ. Huỳnh Anh cho biết, sau đó, hôm đến làm hợp đồng thì cô để điện thoại ở căn hộ khi xuống dưới làm dấu vân tay ra vào thang máy, trong khi điện thoại không cài mật khẩu nên có thể đã bị người khác can thiệp. Cô cũng khẳng định, đoạn tin nhắn được up lên chắc chắn đã được dàn dựng và qua chỉnh sửa. Cô cho biết sẽ cùng gia đình làm việc với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về việc có ai song song đăng nhập vào tài khoản Facebook không và chắc chắn sẽ giải quyết rõ cho đến cùng chuyện này. Trong bài viết, bạn gái Quang Hải cũng nói rằng mình không biết bạn kia làm vậy với mục đích gì, để PR cho bản thân hoặc vì lý do nào đó, nhưng chắc chắn bạn sẽ phải trả cái giá rất đắt cho hành động này. Tuy nhiên, vài giờ sau bài đăng thanh minh và nói rằng cô bị dựng chuyện, bài viết trên đã không còn trên trang Facebook cá nhân của Huỳnh Anh, khiến cộng đồng mạng đặt dấu hỏi lớn. Hiện tại, Quang Hải chưa lên tiếng về sự việc này khi bị kéo vào vụ việc ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến Huỳnh Anh ở thời điểm cầu thủ này và các đồng đội chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng. Tuần này, Hà Nội FC sẽ đối đầu với Sài Gòn FC trong trận đấu mà cả hai đội đều phải thắng để nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch V-League 2020. Trước đó, tối ngày 2 tháng 11, một tài khoản Facebook tên HTQ bất ngờ đăng tải trạng thái chia sẻ câu chuyện những hình ảnh chụp màn hình của Mai Thị Huỳnh Anh và một huấn luyện viên phòng gym làm dấy lên nghi vấn về việc Huỳnh Anh qua lại với người khác, trong khi tất cả đều nghĩ rằng cô và Quang Hải đang yêu nhau. Thậm chí, trong cuộc hội thoại, tài khoản Facebook có tên Huỳnh Anh còn kể rằng mình và Quang Hải quen nhau trong đám cưới Duy Mạnh. Câu chuyện nhanh chóng được chia sẻ lên diễn đàn, thu hút sự quan tâm lớn của dân mạng, đặc biệt từ các fan yêu quý và theo dõi chuyện tình của Quang Hải, Huỳnh Anh trong thời gian qua. Nhiều người đã lập tức vào trang Facebook cá nhân của Quang Hải và để lại nhiều bình luận liên quan đến vụ việc. Cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra rằng tiền vệ Quang Hải đã xóa bức ảnh chung duy nhất cùng Huỳnh Anh trên Instagram. Trên Instagram cá nhân, chỉ một tiếng sau khi Huỳnh Anh dính nghi vấn là người thứ ba. Khoảng hơn một tuần trước, anh cũng đã xóa thư mục ảnh dành riêng cho Huỳnh Anh trên Facebook cá nhân. Tuy nhiên, hình ảnh Quang Hải chúc mừng sinh nhật Huỳnh Anh hồi tháng 9 vẫn còn trên Facebook nam cầu thủ. Đây không phải là lần đầu tiên Quang Hải gặp những lùm xùm trong chuyện tình cảm. Cách đây vài tháng, Quang Hải cũng đã từng bị kẻ xấu xâm nhập Facebook và làm lộ loạt tin nhắn riêng tư gây xôn xao cộng đồng mạng. Cụ thể, sáng ngày 23 tháng 6, tài khoản Facebook của cầu thủ Quang Hải bất ngờ đăng dòng trạng thái viết không giấu. Hack vào Facebook của anh trai dễ quá, ai lót dép hóng phốt của Quang Hải không nào. Mình vào chơi tí thôi, chứ lấy Facebook luôn đâu. Vẫn có thể lấy lại Facebook bằng số điện thoại hoặc email nhé idol. Chỉ sau 3 phút, dòng trạng thái đã thu hút 1,3 nghìn lượt quan tâm, hơn 150 lượt bình luận. Đúng là bị hack rồi, bình thường Quang Hải thường viết có dấu. Bạn đang xâm phạm trái phép vào tài khoản riêng tư của người khác nên dừng lại ở đây. Người dùng bình luận. Khoảng 30 phút sau, một dòng trạng thái mới về chuyện tình cảm của cầu thủ nổi tiếng này được đăng tải. Một đoạn video quay màn hình tin nhắn cuộc trò chuyện cá nhân của Quang Hải sau đó cũng được phát tán lên mạng xã hội. Điều đáng nói là những tin nhắn bị lộ này lại nói về quan hệ riêng tư của Quang Hải với các hot girl. Một tiếng sau, hai dòng trạng thái trên đã được gỡ bỏ. Quang Hải xác nhận trên Facebook của anh gặp vấn đề.
Hải đã làm việc với những cơ quan có thẩm quyền để giải quyết sự việc. Hành vi sử dụng trái phép và phát tán những điều riêng tư của người khác lên mạng xã hội là xâm phạm nghiêm trọng đến quyền cá nhân và pháp luật, Hải viết. Theo đó, hacker đã đăng những thông tin từ việc Quang Hải bức xúc vì lộ ảnh thân thiết với Huyền My đến nhờ người này check thông tin của các cô gái thả tim, like ảnh, kết bạn với anh chàng qua mạng xã hội. Quang Hải sẽ gửi link Facebook người mà anh chàng để mắt để nhờ người anh này tìm hiểu xem có thể tiến tới được hay không. Sự cố xảy ra ngay sau khi cầu thủ sinh năm 1997 vừa cùng câu lạc bộ Hà Nội di chuyển vào Bình Dương chuẩn bị cho trận đấu vòng 6 V-League 2020. Tuy nhiên, thời điểm đó, thay vì quay lưng hay trách móc người yêu, Huỳnh Anh đã khiến tất cả bất ngờ khi có mặt trên sân Gò Đậu, Bình Dương vào chiều ngày 25 tháng 6 để chứng kiến Quang Hải và câu lạc bộ Hà Nội đá với chủ nhà Bình Dương. Dù đang vướng scandal, nhưng Quang Hải vẫn được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm xếp đá chính. Huỳnh Anh thậm chí còn đăng status tình cảm lên Instagram để động viên Quang Hải khi tiền đạo này đang thi đấu. Trên Instagram, Huỳnh Anh viết: What type of girl would you be if I were to leave when I need me most? Tạm dịch là em sẽ thành loại con gái gì nếu em ngoảnh mặt khi anh cần em nhất. Trước sự cố bị hack nick Facebook, Quang Hải cũng từng để lộ ra không ít bằng chứng liên quan tới chuyện tình ái. Trong đó không thể không kể tới nghi vấn việc anh mặc áo đôi với Huỳnh Anh để đi hẹn hò với bạn gái cũ Nhật Lê. Bản tin của VTC Now đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Hình ảnh chân thực với màn hình 4K UHD. Bản quyền Android 9.0 mang đến nhiều tiện ích. Ứng dụng đa phương tiện VTC Now tích hợp sẵn trên thiết bị với kho nội dung bản quyền đặc sắc. Hệ thống âm thanh vòm lập thể sống động. Mức giá hấp dẫn, chế độ bảo hành vượt trội, lỗi là lỗi trong năm đầu. TV thông minh VTC Now Rindo, sự kết hợp đầu tiên tại Việt Nam giữa một đài truyền hình và một hãng công nghệ mới. TV VTC Now Rindo, TV giờ đây đã khác.